Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay thì đây, em lại lên cho các bác ở đây là một cái cặp loa của Onkyo các bác nhé. Cặp loa này thì nó về là e căng các thứ là còn đầy đủ này các bác này. Đầy đủ e căng hết nhé các bác nhé. Đấy, e căng đầy đủ. Đấy, loa về thì nhìn chung hình thức còn còn đẹp. Còn tất nhiên đây là hàng bãi thì có thể là trên vỏ loa nó sẽ có một vài cái vết nọ vết kia một tí xíu thì nó không thể tránh được 100% đâu các anh nhé. Chắc chắn sẽ có một chút xíu, nó không để nào mà nói là nó không được, nó như mới được. Đây, con Onkyo này có model là con DF700 này, với công suất của loa là 70W trở kháng là 6 ohm nhé, hàng sản xuất tại Malaysia. Đấy, chưa? Đây, ở đây quá trình vận chuyển về đây nó hơi bị ấy này, hơi bị bong một tí cái ở đây này. Đấy, thấy chưa? Loa thì đấy, vỏ còn đẹp, có một tí ở đây nó hơi bong một tí này nhá. Còn bên này thì ok. Là bên này rất là đẹp luôn. Được chưa? Đấy, cặp loa DF700 này thì là nó sẽ có kích thước như sau. Đấy. Này. Loa có chiều ngang là đi 15.5, này chiều sâu của loa là 23.5 và chiều cao của loa là 27 cm các anh nhé, 27 cm. Đấy, 27 cm. Loa mảng giấy gân cao su với đường viền bát của nó đây. Của nó là đi 13 cm đấy, và đo theo vành trong của nó là 10.5 cm đấy. Cái dòng loa này là dòng loa bát là mảng giấy gân cao su nên là để mà nghe nhạc vàng thì cái tiếng nó rất hay luôn này. Cái giải bát, cái tiếng bát nó giải rất là mềm và cái trung âm của nó rất là sáng nhé. Con này tiếng trung âm rất là sáng đấy. Đây, ở dưới này nó hơi bị em tí này, thì bác về các bác dán lại cái keo cho em nhé, chấm cho em tí cái keo 52 vào đây là được nhé. Mà thôi, cái đấy thì có thể là em sẽ chấm luôn cho các bác nhé, nó bị bong bị xì thì đấy mà gì. Thì đấy nha, con những cái dòng này ấy, thì nó sẽ cho cái chất tiếng của nó là cái bát nó rất là mềm, cái trung âm rất là sáng, cái chép rất là mịn, cái chép dom mà, trong chép dom thì tiếng rất là mịn. Đấy, và để nghe nhạc vàng, bolero trữ tình cũng như là các cái dòng ca khúc nhạc nhẹ rất là hay. Đấy, còn để mà nghe remix, các cái dòng remix thì nó hơi yếu một chút nha, nó hơi yếu một chút. Còn về ví dụ như nghe các cái liên khúc nhạc sống thôn quê hay là gì đấy thì lại bát nó rất là tốt. Đấy. Nhưng mà remix thì để nó anh dồn dập liên tục thì nó lại không đáp ứng được. Đấy. Còn bọn này để mà nghe, bác nào mà nghe remix thì nên chọn đôi khác. Còn đôi này thì nó sẽ thích hợp với nghe nhạc vàng, nhạc nhẹ và guitar không đời nhá. Đấy, thì con F700 này thì là em đấy thì nó hơi ấy đây một tí. Đáng lý những đôi này nó khoảng tầm 1,2 triệu thì em bán là giá là đi 950.000 đôi loa này nhá. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì vui lòng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 để đặt hàng nhé. Những cái đôi loa này thì là trước khi đưa lên đây thì là bên em đã có test clip rồi. Test bên em đã có đưa lên các cái âm ly kia em test vào đấy cẩn thận để nghe hệ rõ các cái bát test rồi. Nhưng mà đôi khi là do cái thời lượng video nó không cho phép mà, và đôi khi là các bạn đã đang test dở thì có thể là em cũng chưa test được cái loa trên đây. Ngay cho các bác thì là hẹn các bác là nếu như bác nào lấy cái con này thì là em sẽ có một cái clip em bàn giao cho các bác sau nhá. Em sẽ có một cái clip em bàn giao cho các bác trước khi chuyển đi để các bác yên tâm là mua hàng là loa nó sống bình thường nhá. Đấy. Là sẽ test đầy đủ bát test cho các bác nhá. Đấy. Và con này F700 này giá 950.000 nhá. Hàng em bao sống 100% nhá. Ok. Và trước khi chuyển đi em sẽ còn có một clip em test để bán cho các bác. Đấy, thì bác nào mua con này liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966 594581 hoặc là 0979 1682 để đặt hàng nhé. Em xin chào các bác và